Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của điện máy Ecomart. Trong video hôm nay, Ecomart sẽ so sánh anh chị hai dòng đồ chơi không dầu đến từ thương hiệu của Sunhouse với mã là SHD4026 và đến từ thương hiệu của Philips với mã là HD9280-90. Về điểm giống nhau thì hai sản phẩm này đều sở hữu dung tích là dung tích vừa với dung tích là 6 lít rồi anh chị nhé. Và tiếp theo thì hai sản phẩm đều dạng kéo như thế này, anh chị đều kéo ra để mình sử dụng. Khi mình nướng, mình dùng thì mình sẽ cho sản phẩm vào đây. Mình nướng. Điểm giống nhau thì hai sản phẩm này đều có thiết kế là màu là tối màu, thì anh chị sẽ dùng màu rất là sạch. Điểm khác nhau thì với sản phẩm của Sunhouse sẽ có công suất là 1750W, còn với sản phẩm của Philips sẽ có công suất là 2000W. Và sản phẩm của Philips sẽ sử dụng là cũng là điều khiển bằng cảm ứng nhé, với rất nhiều chức năng được tích hợp sẵn cho anh chị. Mình nấu gì mình chọn chức năng đấy và sử dụng wifi kết hợp sẵn. Còn với sản phẩm của Sunhouse sẽ sử dụng là công tác cơ sẽ xoay đến nút nhiệt độ và nút thời gian. Sản phẩm của Sunhouse sẽ có thêm một mặt kính ở đây cho anh chị để mình có thể quan sát trong quá trình nấu ăn. Đó là điểm khác biệt giữa nồi của Philips và của Sunhouse. Với sự khác biệt như thế thì sản phẩm của Philips đang chênh hơn sản phẩm của Sunhouse khoảng gần 1,5 triệu. Và tại Ecomart thì hai sản phẩm đều có giá là dưới 3,5 triệu. Để đặt mua sản phẩm hoặc cần hỗ trợ thêm về thông tin gì thì anh chị liên hệ hotline bên trên hoặc comment ngay dưới video này để được hỗ trợ. Trân trọng cảm ơn.